sư à, sư nói trong chứng khoán cá mập nó thao túng thị trường thì đó là ác nghiệp theo con thấy thì nó thao túng tất cả thị trường bao gồm chứng khoán crypto bất động sản lan đột biến dân ở sống con chẳng mấy chốc thành tỷ phú nhân 10 20 lần tài sản nhà đất mua 300 triệu giờ có thể bán 6 tỷ vậy cái đó có coi là ác nghiệp À, nhưng có một cái rất kẹt đó là ở trên in tiền liên tục làm phát cao vời vời giá hàng hóa leo không ngừng. Người dân chỉ biết bảo vệ tài sản bằng cách trú ẩn trong vàng, bất động sản, Bitcoin. Khi giá lên cao bán ra vẫn coi là ác nghiệp ạ. À. À, thưa với quý vị đó cái um, cái chuyện mà mình đầu tư làm ăn á nó khác với cờ bạc. Và nó khác với lừa đảo. Lừa đảo là cái kiểu um, như sư nói đó là lùa gà Nó có tục ngữ chuyên môn là lùa gà Tức là cái sự giàu có của mình Dựa trên cái chuyện lừa gạt người khác Và cái tiền của mình đó, lấy từ cái sự thiếu hiểu biết của họ Dù quý vị có kinh doanh lan đột biến Kinh doanh bất động sản Kinh doanh tiền điện tử Hay bất kỳ một cái phương thức nào đó Mà theo cái cách này á, thì nó đều là ác nghiệp Bởi vì nó thuộc về lừa đảo ừ. À, còn cái um, đầu tư nó khác với chuyện cờ bạc như thế nào đầu tư nó sinh ra giá trị hàng hóa hoặc giá trị dịch vụ phân biệt rất là dễ nha những cái kia nó không tạo ra Quý vị đặt câu hỏi cá mập họ đầu, thao túng thị trường bất động sản rồi thị trường chứng khoán rồi thị trường lan đột biến họ có tạo ra giá trị tài sản và giá trị dịch vụ hay không tự nhiên là mình lòi ra là giữa đầu tư làm ăn và cờ bạc hoặc lừa đảo khác nhau như thế nào, thấy chưa? À, cho nên cái chuyện mà quý vị à, mua mua đất thì nó lại nằm ở chỗ hoặc mua vàng đó, nó nằm ở trong một cái gặp đầu dòng thứ hai nữa đó là gì? Bảo vệ tài sản. Tức là mình à, mua những cái vật có giá trị nhằm mục đích bảo vệ tài sản. À, người nghèo mình thì thích mua vàng chứ còn người giàu họ thích mua du thuyền, thích mua máy bay máy bay cá nhân à, nói nó kỳ mình cứ nghĩ họ tiêu xài xa xỉ thực tế không phải tại vì tiền họ gửi trong ngân hàng á nó bị mất giá còn nhiều hơn trong khi đó nếu như mà họ mua du thuyền là mua những cái tài sản xa xỉ á, rồi sau này khi họ cần họ bán ra đó nó không mất giá bằng tiền để cho nên những cái gọi là xa xỉ phẩm của họ đó nó có giá trị à, gọi là bảo vệ tài sản của họ à, thành ra là nó nằm ở trong cái mục đầu tư thành ra nó nó không phải là ác nghiệp ừ. nhưng mà sư à, phải mở một cái ngoặt ác nghiệp ở đây đó là sư nói đến những cái chuyện mà thí dụ như lùa gà rồi lừa đảo đại loại như vậy còn cái chuyện mà mình tham đắm ở trong tài sản đương nhiên nó vẫn là nghiệp bất thiện như thường ha. <laughs> đấy thành nhưng còn cái đầu tư và những cái này á đầu tư nè lừa đảo nè rồi à, à, cái cái kiểu mà thao túng thị trường á thì nó nó cùng một cái nguyên lý đó là chuyển tiền từ túi người này qua túi người khác à nhưng mà nó cái bản chất thì nó khác nhau như vậy hm?